Ok, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Đạt đây. Rồi thì từ sáng tới bây giờ thì mình nghĩ là chắc chắn là những bạn nào mà đang sử dụng cái tựa game Lockfood này, mà đặc biệt là những bạn hay sử dụng những cái phiên bản menu farm á, thì chắc chắn là mấy bạn có biết một điều, đó là từ sáng tới bây giờ bên cái Clean Flow Show thì hiện tại là nó đã bị lỗi cái web gateway rồi nha mọi người. Đó, chính vì thế thì mọi người sẽ không có thể nào mà mọi người gateway được cái Flow Show từ trong những cái con bot gateway trong Discord á, thì hiện tại là nó vẫn đang bị lỗi luôn nha mọi người. Lý do tại sao? Lý do là khi mà cái web Flow Show gateway nó bị sập thì tất cả những cái con bot đó là nó đều bị lỗi luôn nha mọi người. Đó, thì cái tình trạng đó thì bây giờ thì chúng ta chỉ có là ngồi đợi cho bên cái Flowsu fix lại cái web gateway thôi. Thì trong cái lúc mà ngồi đợi cái Flowsu sửa thì mọi người có thể sử dụng cái Clean Data V39 ha. Thì hiện tại là cái Clean Data V39 mà bên mình chia sẻ đến cho tất cả các bạn thì nó đã tối ưu rất là nhiều rồi. Thì nó đã fix bug này cũng như là fix lắc được rất là ok ha. Thì cái data này thì mình sẽ để dưới phần bình luận game ha. Đó, để cho những bạn nào mà đang muốn sử dụng những cái bản menu farm thì có thể sử dụng cái data nha mọi người. Tại vì cái flow show hiện tại là nó đang bị lỗi gateway. Rồi, thì tiếp theo nữa thì trong video này thì mình sẽ tiến hành mình chia sẻ đến cho tất cả các bạn một cái phiên bản menu farm mà mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn thích luôn. Thì những bạn nào mà chơi cái tựa game Lockfood này sử dụng những cái bản menu farm thì các bạn sẽ biết tới một cái bản có tên là chuối húp. Thì đối với là cái bản chuối húp thì nó đã rất là mượt rồi, và đặc biệt là ở thời điểm hiện tại thì mọi người phải bỏ phí ra để mọi người có thể sử dụng được cái bản đó. Nhưng mà trong cái video này thì mình sẽ gửi đến cho tất cả các bạn một cái phiên bản menu không cần cái cây, và đặc biệt là có cái giao diện giống tới 99,9% cái bản chuối húp luôn ha, mà đặc biệt là không cần cái cây, và cũng như là hoàn toàn free 100% luôn. Thì bản đó là bản nào thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở lên cho tất cả các bạn cùng xem ha. Ok, let's go. Và ok mọi người ơi, thì đây là cái phiên bản menu mà trong cái video này mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn ha. Thì khi mà mới vừa vào á, mọi người chạy cái script á, thì sau khi mà chạy xong á thì nó sẽ hiện lên cái bản menu như vậy. Thì ở đây á là chúng ta sẽ có luôn là tổng cộng 4 bản menu luôn nha mọi người. Đó, 4 cái bản menu trong một cái script luôn, mọi người không có nghe nhầm đâu. Rồi, thì để có thể sử dụng được cái phiên bản menu mà giống cái bản chuối húp 99,9% như mình đã nói á, thì mấy bạn sẽ vào cái phần là chớp script nè. Đấy, lúc đầu là nó sẽ ở cái phần main này, thì mọi người vào cái phần chớp script này. Thì ở trong cái phần này thì mọi người sẽ nhìn cái dòng thứ ba là cái dòng Apple Hub 1.3 đó. Thì cái dòng này là cái dòng mà có cái bản menu giống cái Apple gì giống cái chuối húp 99% nha mọi người. Và đặc biệt á là cái dòng này nè, đấy là nó sẽ rất là mượt luôn. Nếu mà trong ba dòng á thì mình thấy là cái dòng Apple 1.3 này là cái dòng mà mượt nhất và ổn định nhất ha. Với lại á là nó giống cái bản chuối húp cực kỳ luôn. Đây bây giờ mình sẽ mở lên cho mọi người xem nè. Đó, mọi người nhấn vào ha. Rồi, nhấn vào xong thì mọi người đợi giúp mình là khoảng chừng vài giây thì nó sẽ tiến hành nó mở cái bản đó lên ha mọi người. Rồi thì như mọi người có thể thấy nè, thì như mình đã nói rồi, đối với là cái bản 1.3 này á, đó cái bản mà mọi người mới mở lên nè, thì nó sẽ giống cái bản chuối húp cực kỳ giống luôn. Đó, mọi người thấy không, cái giao diện của nó rất là giống ha. Rồi sau khi mà mở xong cái bản này lên rồi thì mọi người sẽ tắt cái bản này giúp mình ha. Đó, mọi người nhấn vào dấu X thì nó sẽ tự động nó đóng lại. Đó, đây là cái phiên bản menu mà trong cái video này mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Đó là một trong những cái phiên bản menu có thể nói là giống chuối húp cực kỳ giống luôn. Và cái độ mà mượt á thì nó sẽ rất là mượt ha. Thì mặc dù ở đây là một cái bản free thôi, nhưng mà những cái gì mà nó mang lại cho chúng ta thì rất là mượt nha mọi người. Rồi, đầu tiên á là nói về chế độ đây. Thì trong cái bản này thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ, từ những cái chế độ hỗ trợ cho mọi người farm level này, farm mastery, farm phong hậu trái, farm bone, đồ các thứ, farm boss đồ là có đầy đủ cho tất cả các bạn luôn. Đó, có tự động tìm đảo bí ẩn đâu luôn nè mọi người, thấy chưa? Rất là nhiều luôn nè. Farm Yame rồi farm Hindu bot đồ cái thứ rất là nhiều. Ngoài ra thì đối với là bản này á, mặc dù ở đây là một cái bản free không cần gateway, và đổi lại á thì chúng ta sẽ có luôn những cái chức năng hỗ trợ cho mọi người úp tộc RB4 này, cũng như là những cái chức năng trong phần là sale event ha, hỗ trợ cho mọi người đi farm cá, farm Therosat đồ, thì tí mình test cho mọi người luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình trải nghiệm cái chế độ farm trước đi. Rồi, ở đây thì mình sẽ trải nghiệm chế độ farm bone trước đi. Đó, farm bone thì mọi người tích vào thôi thì nó sẽ tự động nó dịch chuyển mọi người tới cái đảo farm ha. Thì trong khi mà nó đang dịch chuyển tới thì mình sẽ nói tiếp. Rồi, trong cái phần tab player này thì cái này là nó sẽ hỗ trợ cho mọi người đi tìm người chơi nè. Đó, phần tab tele này thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người tìm tự động dịch chuyển sơ 1, sơ 2, sơ 3, cũng như là tự động dịch chuyển full đảo ha mọi người. Đấy, ngoài ra là có được cái phần là David Food nè. Trong đây thì chúng ta sẽ có là định vị đâu cái thứ này, định vị người chơi nè, SP player nè. Đó, rồi SP David Food này. Đấy, thì rất là ngon ha. Thì đây mình sẽ cho mọi người xem ha. Thì về cái cách mà nó đánh á, thì đối với lại cái chế độ auto farm bone này thì nó sẽ tự động nó nhận nhiệm vụ rồi tự động đi đánh cho mọi người luôn. Đó, mặc dù á là farm bone thôi nhưng mà nó vẫn có hỗ trợ cho mọi người là nhận nhiệm vụ với lại đi đánh luôn nha mọi người. Đó, rất là ngon ha. Đây, thì hiện tại mọi người thấy nè là có bạn đang farm cùng mình này, nhưng mà mọi người thấy nè là mình farm rất là ok luôn đúng không? Đó, thì bản này á thì nói chung á là nó đã biết từ trước tới giờ rồi, thì mình nghĩ là mọi người sẽ không phải quá là ngạc nhiên đâu. Đó, nãy giờ á mọi người thấy nè là mình toàn farm không à.
chứng bạn ấy đâu có farm được cái gì đâu mọi người. Đấy, bản này là farm cực kỳ nhanh ha. Ngoài những cái chức năng mà auto farm ball này ra thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người chẳng hạn như là tự động kêu derive được cái thứ này, và có luôn phần shop, phần mid này, phần top này, rất là nhiều phần luôn nha mọi người. Đây, có luôn cái phần mà mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn thích này, đó là phần Fin Full Moon. Thì nếu mà mình nhớ không nhầm, khi mà mọi người bật cái phần này lên á thì nó sẽ tự động nó tìm tới những cái server mà có cái tỷ lệ phần trăm full moon cao để nó tiến hành nó vào ha. Đó, phần top setting nữa nè. Rồi và cuối cùng là những cái chức năng farm ha. Thì bây giờ thì nói chung hồi nãy là mình test chức năng farm xương rồi. Bây giờ thì mình sẽ test luôn cái chức năng auto farm level, rồi sau đó mình test luôn chức năng auto treo đảo cho mọi người xem ha. Rồi mọi người, thì về cái phần farm thì đây, đó, nó đã tự động dịch chuyển tới cái farm level rồi nè. Đấy, và mọi người thấy nè, là farm level thì nó farm rất là mượt và rất là ngon ha. Đấy, bản này không cần ghép cây, và đặc biệt là có giao diện cực kỳ giống với bản cuối hút, nhưng mà không cần phải bỏ chi phí ra ha. Rất là ngon luôn. Đó, bạn nào mà muốn có nhu cầu thì các bạn có thể sử dụng thử cái bản này. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình test luôn cái chức năng auto farm Terosat cho mọi người cùng xem ha. Rồi thì để auto farm Terosat thì mọi người vào cái phần tab save event cho mình ha. Trong đây thì chúng ta sẽ có cái phần là cái này là xóa cái này là giờ làm sáng bầu trời này. Rồi những cái chức năng ở dưới thì mọi người muốn farm cái nào thì mọi người bật lên. Đấy, chẳng hạn như ở đây mình muốn farm mấy cái này thì mình bật lên hết ha. Rồi bật lên xong rồi thì mọi người sẽ tích vào là buy a bow nè. Đây buy a bow. Cái này là nó sẽ tự động nó dịch chuyển mọi người đi mua thuyền. Đó. Dịch chuyển mua thuyền xong thì nó sẽ tự động nó dịch chuyển mọi người ra cái đảo. Đó, mọi người thấy chưa? Nó sẽ mua thuyền xong thì nó sẽ tự động nó dịch chuyển mọi người ra cái vùng biển tĩnh lặng ở ngoài kia ha, để nó tiến hành nó treo. Và cái thuyền của mọi người thì nó đã tự động dịch chuyển ra đó trước rồi, thì bây giờ việc của mọi người là chỉ cần để cho nó treo thôi. Thì sau khi mà có Terosat xuất hiện thì nó sẽ tự động nó tiến hành nó đi chiến đấu với lại con Terosat để nó win ha. Đó, thì bản này thì hỗ trợ farm rất là ngon. Thì đó là những gì mà trong video này mình muốn chia sẻ đến cho mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay, nhớ like và subscribe và nhấn vào chuông ủng hộ cho kênh mình ha. Còn khi nào mà cái follow su gắt cây được thì mọi người có thể vào trong Discord của mình. Thì trong nhóm Discord mình thì mình có những cái con bot hỗ trợ cho mọi người gắt cây chỉ trong vòng 3 giây rất là nhanh ha. Và bây giờ thì bye bye mọi người.